Chào các bạn, chúng ta có một cái bao màu đỏ. Cái này mình đặt cái BlackBerry màu đỏ vừa mua được từ dâu đen. Cuốn sách sử dụng, hướng dẫn sử dụng của dâu đen khá là đẹp, tiếng Việt lẫn cả tiếng Anh. 13.900.000, 9.800 màu đỏ. Hiện tại mình đang xài chiếc màu xám, nhưng mình rất thích chiếc màu đỏ này. Hôm trước mình có giới thiệu các bạn chiếc màu đỏ, chiếc đó là chiếc vỏ phụ kiện thôi. Và cái này là cái đỏ thực sự, hướng dẫn sử dụng. Để phần mềm, dây sinh, cục sạc nhỏ xíu dễ thương, tai nghe, miếng lau màn hình. Đây là máy. Lấy cái miếng này mình lau sạch sẽ cái máy đi để các bạn xem nó đỡ cảm giác bẩn bẩn. Đó. Máy chưa mở. Đó. Máy AT&T. Bên hông vẫn là cái sườn màu đen, nhưng mà nắp và khung phía trước được lại màu đỏ, phía trên đỉnh cũng màu đỏ hết luôn. Logo AT&T ở dưới. Bàn phím cũng màu đen như là cũ. Đây là chiếc máy mình đang xài, để vào bao da, chiếc màu đen. Tất cả hầu như giống nhau, trừ cái lớp màu đen thì cái lớp này nó nhung, khi ở đỏ thì là nhựa. Mà cảm giác rờ cái màu đen này sẽ dễ chịu hơn rờ trên cái màu đỏ này. Bàn phím của 9800 chắc lẽ là cái bàn phím BlackBerry tốt nhất bây giờ, rất là mềm, diện tích rất là tốt.